Con từ Bắc vào ạ. Con được ơn là con dính bị u nang ạ. Mà con không có tiền đi mổ. Thì con chỉ biết tín thác vào Chúa. Con cầu nguyện hàng ngày, mỗi một ngày một tràng đàn hạt chuỗi thương xót để con cầu nguyện. Con xin ơn Chúa. Thế xong rồi là con đi khám, qua một tháng sau thì con bị đi mổ, thì con phải đi lên xin để làm bảo hiểm. Thì người ta bảo con là một tháng mới được bảo hiểm. Thì con một tháng con quay về được làm bảo hiểm xong thì con quay về đi mổ. Thì con đến bệnh viện khám lại thì bác sĩ bảo con là không còn u gì cả, chị không phải mổ cái gì cả. Thì con mừng quá, thì con mới về con vẫn kêu xin lòng thương xót hàng ngày con lần hạt chuỗi. Năm nay là con lần hạt chuỗi thương xót là 12 năm rồi. Thì con vẫn tin thác vào Chúa. Thì hôm nay con xin vào để gặp Chúa. Và con từ Bắc vào đây thì con chồng con bây giờ lại bị bệnh ung thư xương, mà chồng con nằm liệt 4 tháng nay rồi, mà con không biết làm thế nào. Con chỉ suốt ngày cầu nguyện tín thác vào Chúa thôi. Thì hôm nay con được ước mơ vào tận nơi để gặp cha và gặp cộng đoàn. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Tôi gửi cho chồng chị cái máy 300 bày đặng lòng Chúa thương xót nha. Những người bệnh là thưa anh chị em, chúng ta cố gắng hết sức. Là những người bệnh họ rất là cần được an ủi, được nâng đỡ và được Chúa chữa lành, mà chúng ta sức con người thì không thể được. Vì vậy mà anh chị em đi thăm người bệnh, có những người thân, chúng ta cố gắng tặng cho cái máy 300 bài giảng nha, để họ ôm lấy nghe lời Chúa. Mình cũng không có khuyên bảo, không có khuyên nhủ gì được đâu, thì chị về thì tặng cho chồng chị cái máy để chồng chị nghe vững tin vào Chúa hơn. Và cái quạt, để chị biết cái quạt để làm gì không? Giáo điểm tin mừng ạ, xin tin mừng cầu. Không, cái quạt giáo điểm tin mừng đúng rồi, nhưng mà tôi tặng cho chị cái quạt, chị biết cái quạt này để về làm gì không? Để cho con, cho chồng con ạ. Tôi hỏi lại, cầm cái quạt này về để làm gì? Về cho chồng chị thì dễ rồi, nhưng mà thay vì cho chồng chị thì chị làm cái gì? Làm cái gì cho chồng chị? Con quạt cho chồng con ạ. Đúng rồi. Người bệnh mà nằm mà có chị ngồi nằm bên quạt thì sướng, quạt nồng ấp lạnh mấy ai đó.